Rồi. Bây giờ chúng ta mới quay về cái vấn đề chính của chúng ta ngày hôm nay. Đó là tôi muốn chia sẻ với các bạn cách để chúng ta có thể phát triển cho mình một cái đề cương nghiên cứu. Thì để mà phát triển được một cái đề cương nghiên cứu thì chúng ta sẽ cần phải biết được các cái bước để tiến hành một cái nghiên cứu. Thế ở đây thì tôi đã để ra đây 9 cái bước cơ bản nhất để chúng ta có thể bắt đầu một cái nghiên cứu, một cái đề tài nghiên cứu. Đầu tiên là chúng ta thấy bao giờ cũng thế, đầu tiên bao giờ chúng ta cần phải xác định cho mình một cái chủ đề nghiên cứu. Đấy, sau đó thì các bạn sẽ cần phải tìm hiểu các cái thông tin cơ bản về cái chủ đề đấy, thông tin cơ bản đấy nhé. Sau khi tìm hiểu được các cái thông tin cơ bản rồi thì lúc đấy chúng ta mới tổng quan tài liệu để chúng ta tìm các cái thông tin mà không, các cái thông tin khoa học. Đấy. Tổng quan tài liệu là mình sẽ tìm hiểu các cái thông tin khoa học về cái chủ đề nghiên cứu của chúng ta. Dựa vào những cái thứ mà chúng ta tìm hiểu thì chúng ta sẽ xây dựng cái giả thuyết và lúc đấy mình mới phát triển đề cương. Tức là sau khi mình tổng quan tài liệu rồi thì mình mới thấy được là nó có các cái khoảng trống nghiên cứu. Trong tiếng Anh nó gọi là research gap. Thì tôi đã có một cái video hướng dẫn về cái đấy rồi nhưng mà chưa phát thôi. Mấy hôm nữa tôi sẽ phát cái video đấy. Đấy thì các bạn sẽ xem cái video đấy để mình hiểu kỹ hơn về cái research gap đó là cái gì. Chúng ta hiểu nôm na như thế này. Research gap tức là cái khoảng trống về kiến thức. Tức là gì? Tức là người ta đã triển khai rất là nhiều các cái dự án nghiên cứu rồi. Thế nhưng mà nó vẫn còn có những khoảng trống về kiến thức mà người ta chưa hiểu biết về nó. Thế thì cái khoảng trống kiến thức ấy nó có hai loại. Loại thứ nhất đó là mình phát hiện ra một cái thứ hoàn toàn mới. Đấy, một cái thứ mà nó gần như kiểu là phát minh ấy. Thì nếu mà các bạn ở đây mà đi theo được cái hướng đấy thì chúng ta biết đâu đấy chúng ta có thể nhận được giải Nobel. Bởi vì nó hoàn toàn mới mà, hoàn toàn mới, chưa ai từng biết. Đấy. Đấy, nhưng mà các bạn mà mới làm nghiên cứu ấy, thì cái xác suất để mà các bạn có cái khả năng đấy thì rất là thấp, nó chỉ khoảng 0,mấy% thôi, bởi vì chúng ta biết là có mấy ai được giải Nobel đâu, đúng không? Đấy. Thế còn hầu hết chúng ta thì chúng ta sẽ ứng dụng thôi, làm nghiên cứu ứng dụng, tức là mình ứng dụng lại những cái kết quả nó đã diễn ra. Thế thì những cái kết quả mà đã diễn ra thì có thể nó diễn ra ở đâu đó trên thế giới hoặc là ngay cả ở trên Việt Nam mình đã diễn ra rồi. Thế nhưng mà ở tại cái địa phương của chúng ta hoặc là trong một cái bối cảnh nào đó thì chúng ta chưa biết về nó. Thì đấy cũng là một cái dạng kiến thức mới, thì các bạn hoàn toàn có thể làm nghiên cứu về cái vấn đề đấy được. Và một cái nữa là như này, là chúng ta biết đấy là bệnh tật, dịch bệnh các thứ ấy, thì nó sẽ biến động theo thời gian. Bởi vì là càng ngày các cái khoa học công nghệ nó càng ngày càng phát triển, hoặc là đời sống vật chất của con người nó càng ngày nó càng thay đổi. Nên là cái mô hình dịch tễ hoặc là cái cách phát triển bệnh nó sẽ khác nhau. Ví dụ như ngày xưa chẳng hạn nó chỉ có cúm thôi, nhưng mà đợt gần đây thì chúng ta thấy là gì? Nó có Covid, đúng không? Thì chúng ta thấy là cái tình hình dịch bệnh nó cũng thay đổi. Thế thì mặc dù là có những cái thứ mà nó đã diễn ra rồi, người ta làm rồi tại cái địa điểm của bạn rồi, thế nhưng mà cái kiến thức đấy nó là kiến thức cũ. Thì bây giờ mình hoàn toàn có thể ứng dụng đúng cái mô hình đấy, mình làm lại một lần nữa thì nó trở thành là kiến thức mới theo thời gian, đúng không? Thì tất nhiên là không phải cái nào nó cũng đúng như vậy, nhưng mà đấy là cái cách tư duy để mình có thể định hướng ra được cho mình cái vấn đề nghiên cứu, nó cái chủ đề nghiên cứu để chúng ta tiến hành. Rồi, thế thì sau đó đến cái bước đề cương này. Sau khi chúng ta đã có đề cương thì trong đề cương thì chúng ta sẽ cần phải thể hiện rõ về cái định hướng mà chúng ta làm nghiên cứu, cái kế hoạch về hoạt động và kế hoạch về tài chính, đúng không? Đấy, và trong đó thì chúng ta sẽ cần phải có cái bộ công cụ để mình thu thập số liệu. Đấy. Và sau đó thì đến bước 5 là mình sẽ thu thập số liệu này. Sau khi thu thập số liệu về thì mình sẽ nhập liệu này và mình sẽ phân tích số liệu này. Đấy. Sau đó thì mình mới viết báo cáo, công bố và cuối cùng là quảng bá, tức là mình gọi là chia sẻ các cái kết quả nghiên cứu của mình, đúng không? Rồi. Thì đây là các cái bước nhé. Rồi, thế thì bây giờ cũng muộn này nhỉ. Nhưng mà tôi vẫn muốn hỏi các bạn là bây giờ vấn đề nghiên cứu của các bạn là gì nhỉ? Bạn nào có cái vấn đề nghiên cứu nào đó thì có thể chia sẻ lên đây. Có thể đánh lên phần chat ấy. Đấy, sau đó tôi sẽ hướng dẫn các bạn một chút về cái cách để mình có thể gọi là hiện thực hóa cái vấn đề nghiên cứu của mình. Có ai muốn chia sẻ không? Đánh lên phần chat cái. Test anxiety tức là gọi là gì nhỉ? Kiểm định về cái cái gì nhỉ, cái lo lắng đúng không? Lo lắng OSCE là cái gì hả em Ngọc Anh? Lo lắng OSCE là cái gì? Thực trạng quản lý bệnh viện. À, chạy trạm. Ok. Rồi mọi người cho thêm một số các cái ý tưởng. Thế có bạn Thanh, bạn Nhàn nhá, thực trạng quản lý bệnh. Cái thực trạng quản lý bệnh ấy thì cái đấy nó làm cái nó không rõ ràng, cái vấn đề nghiên cứu ấy. Các bạn lưu ý này, cái vấn đề nghiên cứu của chúng ta nó cần phải được định nghĩa được và mình có thể đo lường được nó. Đấy thì nó mới ra được cái vấn đề nghiên cứu. Vấn đề nghiên cứu nó phải lượng hóa được, các bạn cần phải lượng hóa được bằng một cái chỉ số nào đó, hoặc là bằng một cái tỷ lệ nào đó, hoặc là một cái chỉ số nào đó. Đấy. Ví dụ như Minh Anh là kiến thức thái độ thực hành thì được này. Kiến thức thái độ thực hành là ok này. Thì là mình sẽ nhá, đối với ở đây nhá, có bạn Minh Anh nhá, bạn ấy làm nghiên cứu về kiến thức thái độ thực hành. Thế thì bạn sẽ có 3 cái biến outcome. Biến outcome về kiến thức này, biến outcome về thái độ này, và biến outcome về thực hành này. Thế để mà đo lường được kiến thức thì chúng ta sẽ có một cái bảng hỏi, một cái thang đo về kiến thức. Mình sẽ hỏi họ một số các cái câu hỏi và sau đó mình đánh giá xem là họ sẽ có bao nhiêu câu trả lời đúng, bao nhiêu câu trả lời không đúng. Mình sẽ tính được ra là gì, là cái tỷ lệ có kiến thức đúng không? Tương tự như vậy mình sẽ có các cái câu hỏi về thái độ, các cái câu hỏi về thực hành. Đấy. Đối với Minh Anh là cái vấn đề nghiên cứu, thế là ok nhé. Và đối tượng nghiên cứu của bạn ấy là bà mẹ đúng không? Đấy, bà mẹ, tức là kiến thức thái độ thực hành của bà mẹ, và bà mẹ này có con từ 19 đến 14 tuổi đúng không? Đấy, tại tỉnh Phú Thọ năm 2022. Đấy, ok rồi. Bạn Lê Dung nhé. Bạn Lê Dung là sự tuân thủ thuốc kháng đông của người bệnh và các yếu tố liên quan. Thì cái đề tài của Lê Dung cũng ok. Cái vấn đề nghiên cứu của em nó là tuân thủ. Thế thì em sẽ cần phải có một cái bảng kiểm, hay là có một cái bộ câu hỏi nào đấy hỏi để mình đánh giá xem là như thế nào là tuân thủ, đúng không? Tuân thủ thì nó có là tuân thủ là sử dụng đúng thuốc, đúng thời gian, đúng không? Đúng liều lượng, đúng thời gian, kiểu như vậy. Rồi thì nó có những thứ khác. Đấy thì mình dùng cái thuốc kháng đông này, đúng không? Là loại gì đấy và cho cái nhóm người bệnh nào đấy. Nhưng mà ở đây của em thì cái vấn đề nghiên cứu của Lê Thị Dung nhá, thì ok. Thế nhưng mà cái đối tượng của em thì lại chưa ok. Bởi vì người bệnh ấy, thì nó rất là chung chung. Người bệnh nó có thể là mình cần phải khư trú cái nhóm người bệnh đấy thành một cái, thường họ mắc một cái nhóm bệnh nào đấy, hoặc là ở một cái độ tuổi nào đấy thì tốt hơn. Như đây mình người bệnh thì có thể là đứa trẻ con, có thể là người già, có thể người thanh niên, đúng không? Đấy, không ổn nhé Lê Dung nhé. Vấn đề nghiên cứu thì được nhưng mà đối tượng nghiên cứu thì chưa ổn. Cái vấn đề của Ngọc Anh là về anxiety ấy. Đấy thì cái đấy cũng được nhé. Nếu mà giả sử như em có cái thang đo về anxiety, thế sau đó thì mình đánh giá xem là mình sẽ đo lường, sau đó mình sẽ biết được là gì, là nó cái tỷ lệ nó có anxiety hay không, tức là có lo lắng hay không, đúng không? Cái tỷ lệ lo lắng hay không, và sau đó mình tìm hiểu xem là yếu tố nào liên quan đến cái đấy. Và đối tượng của em là healthcare student được, tức là các sinh viên học y, đúng không? Sinh viên học y là được. Đấy. Cái đề tài của Nhàn thì là nó bị mông lung nhá, không ổn nhá. Đấy. Của Nông Mỹ Hạnh này, tình trạng thiếu máu, thiếu sắt ở phụ nữ mang thai. Đấy, tình trạng thiếu máu, thiếu sắt thì ok, tức là em sẽ tính, em sẽ làm xét nghiệm để em đo lường xem là có thiếu máu hay không, mình tính được ra cái tỷ lệ thiếu máu, thiếu sắt, đúng không? Và sau đó tìm hiểu yếu tố liên quan được. Đề tài cái vấn đề nghiên cứu của Mỹ Hạnh là ok. Đấy các bạn thấy không? Tức là mình cần phải định nghĩa được nó này, định nghĩa được thiếu máu, thiếu sắt là gì này, sau đó mình đo lường được. Thế mình đo lường ở đây là gì? Là mình sẽ sử dụng cái gì nhỉ? Sử dụng cái xét nghiệm, đúng không? Sử dụng xét nghiệm để làm được. Đấy. Thế tôi cho copy lên đây nhá, copy mấy cái đề tài hay lên đây để cho các bạn nào muốn tham khảo thì có thể tham khảo nhé. Đề tài ok đây nhá, mấy cái bạn đề tài không ok thì không cho lên đây nhé. Đấy, của Mỹ Hạnh này. Thiếu máu, thiếu sắt là ok này. Đấy, tôi đã chữa rồi này. Đấy, tuân thủ này. Tuân thủ của Lê Thị Dung này thì chưa ok lắm, bởi vì là cái đối tượng chưa rõ này, nhưng mà về vấn đề nghiên cứu là được này. Của Ngọc Anh cũng có thể được nhé. Ngọc Anh Society cũng tương đối là ok. À, Hiền Hồ, khảo sát kiến thức thái độ dược sĩ sử dụng thuốc được. Đấy, cũng là kiến thức thái độ thực hành thôi. KAP được, của Hiền Hồ làm hướng này được. Vấn đề nghiên cứu là cũng tương đối là ổn. Của Minh Anh là ok rồi này. Minh Anh thì tương đối là rõ ràng, tốt. Minh Anh này thì tham khảo ở trên mạng rất là nhiều các bài như thế này. Bùi Tuyết, của đối tượng đi rừng. Ok, của đối tượng đi rừng có vẻ hơi ấy nhá. Phòng chống sốt rét của đối tượng, tức là vấn đề nghiên cứu thì ok, nhưng mà cái đối tượng của em thì phải thận trọng một chút, bởi vì là cái đối tượng đi rừng này nó có nhiều hay không, có nhiều người đi hay không, mà mình nên cư trú vào một cái nhóm nào đấy, ví dụ như là người già, trẻ em hoặc là người thanh niên này, kiểu gì đấy, đúng không? Của Bùi Tuyết này. Của Diệp Trí Thanh, đánh giá mức độ hài lòng và đặc điểm của bệnh. Cái của bạn Thanh này hôm trước tôi đã chữa qua rồi đấy. Của Thanh hôm trước tôi đã chữa qua rồi đấy. Thanh thì là của em là nó đang bị hai thứ nó lẫn vào đây. Đấy. Em chỉ nghiên cứu một trong hai này thôi, bởi vì là đánh giá mức độ hài lòng, cái hài lòng với lại cái đặc điểm của cái người bệnh nội soi này nó là hai cái thứ khác nhau. Thực tế là như này này. Em chỉ cần làm nghiên cứu về mức độ hài lòng và một số yếu tố liên quan của cái đối tượng mà người bệnh nội soi này thôi. Nhưng mà người bệnh nội soi này nó không rõ ràng nhé. Cái người bệnh nội soi này nó phải làm cái đối tượng nào đấy. Ở đây nếu mà em để như này thì có thể là trẻ con, có thể là người lớn, có thể là ông già. Thế thì cái đối tượng của mình nó bị lổm nhổm như vậy thì mình sẽ rất khó để đưa ra các cái kết luận nhé. Cái đối tượng nghiên cứu của em có vấn đề. Đấy. Thế thì bây giờ nếu mà em có thể thay đổi lại nhé, là ví dụ như là đánh giá về cái mức độ hài lòng hoặc là mức độ hài lòng và một số yếu tố liên quan ở trên cái nhóm đối tượng nào đấy chẳng hạn, đúng không? Thì trong khi mà em làm đấy thì cái phần đầu tiên mà lúc nãy tôi nói về cái phần mô tả đối tượng nghiên cứu đấy, thì cái phần mô tả đối tượng nghiên cứu đấy chính là gì? Là đặc điểm của cái người bệnh này rồi, về tuổi, về giới tính, về học vấn, về đúng không? Về các cái tiền sử rồi thì các cái triệu chứng liên quan, thế là ok rồi. Thì mình không cần phải viết chữ đặc điểm của đối tượng nội soi này lên đây nữa. Hiểu không Thanh ơi? Thanh mấy nữa học cái lớp nghiên cứu khoa học nhá. Đấy thì sẽ phải sửa cái đấy lại để cho nó chuẩn. Đấy. Thế thì khi mà em làm cái này nhá, thì em sẽ khi mà mình phát triển cái mục tiêu nghiên cứu ấy, thì mục tiêu nghiên cứu của em nó sẽ có hai thứ này. Thứ nhất là em sẽ xác định cái mức độ hài lòng, hay là xác định cái tỷ lệ mà hài lòng, đúng không? Thì mình sẽ có một cái bộ câu hỏi mình đánh giá xem là người ta hài lòng về bác sĩ, hài lòng về bệnh, về gọi là gì nhỉ? Về khám chữa bệnh này, về cái bệnh viện, về không gian chờ đợi này, cái thời gian chờ đợi gì đấy, tức là thuốc thang các thứ, tức là họ sẽ có rất là nhiều thứ để mình phải đánh giá xong thì mình dựa vào cái kết quả đấy, mình sẽ phân loại ra xem là có hài lòng hoặc là không hài lòng, đúng không? Thế sau đó mình sẽ tính được cái tỷ lệ hài lòng của cái nhóm đối tượng này. Đấy, kiểu như vậy. Thế sau đó mình sẽ tìm hiểu xem các cái yếu tố liên quan đến cái này. Cái mục tiêu thứ nhất là gì? Là xác định cái tỷ lệ hài lòng, đúng không? Và cái mục tiêu thứ hai là phân tích hoặc là xác định một số các yếu tố liên quan đến cái mức độ hài lòng của người bệnh. Đấy, tại đâu đấy? Người bệnh gì tại đâu đấy? Thế là ok. Hiểu không Thanh ơi? Của Thư nhá, là văn hóa, an toàn người bệnh và các yếu tố ảnh hưởng. Đấy. Cái đề tài đấy là đề tài nó rất là mơ hồ em ạ. Của Thư là mơ hồ nhá. Văn hóa an toàn là cái gì? Văn hóa là cái gì? Đố ai ở đây định nghĩa được văn hóa đấy. Đấy. định nghĩa được văn hóa và đo lường được văn hóa cho tôi xem nào. Đúng không? Cái từ rất là mơ hồ. Của Vũ Thị Tươi nhá, đặc điểm một số xét nghiệm người suy thận. Cái đặc điểm một số xét nghiệm của người suy bệnh thận thì đấy nó cũng không phải là một cái đề tài nghiên cứu, nó nó không rõ ràng. Đặc điểm nó là cái gì? Mình không đo lường được cái đặc điểm đấy. Của Tươi nhá, của Tươi cũng không ổn nhá. Của Dung, của Dung nói là bệnh tim mạch. Người bệnh tim mạch cũng không đúng nhá. Người bệnh tim mạch thì có thể là một cái đứa trẻ sơ sinh vừa mới đẻ ra nó cũng bị bệnh tim mạch mà, đúng không? Rồi thì người trung niên, người già, đúng không? Bệnh tim mạch thì nó có thể bệnh mãn tính, bệnh cấp tính, đúng không? Ví dụ như là những bệnh tim bẩm sinh chẳng hạn, đấy thì không ổn nữa nhá. Em cần phải xác định rõ cái đối tượng đấy. Bởi vì nếu mình không xác định rõ đối tượng đấy thì mình làm sao mình so sánh được? Bởi vì nguyên bản thân là gì? Là cái đối tượng đấy nó đã khác nhau rồi. Một cái đứa trẻ với là một đứa bé, với một ông già, với một đứa bé, với lại một người trưởng thành, nó đã khác nhau rồi thì so sánh thì nghiên cứu gì được, đúng không? Xin chúc mừng bạn đã xem hết video này cùng với Vũ Duy Kiên. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy đăng ký vào nút hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem các video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải. Hẹn gặp lại bạn ở trong các video tiếp theo của tôi.